Xin chào các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Lý Huỳnh, là sáng lập và là chủ tịch của câu lạc bộ thủ khoa Việt Nam, liên hợp những thủ khoa hàng đầu tại Việt Nam. Cách đây 3 năm, tôi từng đứng trước bước ngoặt lớn của cuộc đời. Lúc đó, tôi vô cùng lo lắng và hoang mang khi không biết rằng tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu. Khi mà kết quả học tập lý hóa của tôi vô cùng yếu kém và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia lại đang tới gần. Được sự động viên khích lệ từ gia đình, tôi đã bình tĩnh lại và suy nghĩ xem con đường phía trước của mình sẽ ra sao. Và tôi cũng bình tĩnh lại để xem lý do vì sao tôi đã chưa học tập tốt những môn như lý và hóa. Và khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian thần kỳ đối với tôi. Nó đã giúp tôi từ học sinh yếu kém cả hai môn lý và hóa trở thành một trong học sinh xuất sắc nhất trường với điểm thi học 3 môn lần lượt toán lý hóa là 9, 9 và 10. Khi bước chân lên giảng đường đại học, chúng tôi mong muốn chia sẻ những phương pháp, những bí quyết mà chúng tôi đã sử dụng để trở nên xuất sắc hơn. Đấy là lý do chúng tôi thành lập nên câu lạc bộ thủ khoa với mục đích hỗ trợ giúp đỡ các bạn học sinh yếu kém. Và nếu các bạn phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm đến chương trình của chúng tôi thì xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi hỗ trợ giúp đỡ các bạn học sinh, các bậc phụ huynh khi có con đang chuẩn bị bước chân vào kỳ thi đại học. Và một lần nữa, tôi xin nhắc lại, đây là cơ hội thay đổi hoàn toàn về tương lai của các bạn học sinh. Tôi mong muốn rằng là các bậc phụ huynh sẽ dành thời gian để đến với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ và giúp đỡ cho con cái các bạn. Và tôi xin chào và hẹn gặp lại các bậc phụ huynh và học sinh tại văn phòng câu lạc bộ thủ khoa.